Lê Ngọc xin chào cả nhà. Hôm nay Lê Ngọc làm video mới giới thiệu với cả nhà một số dòng chậu thuần đang có tại vườn và hoa rất là đẹp. Cây đầu tiên Lê Ngọc đang quay cho cả nhà xem đó là dòng ruby. Cây ruby này là một dòng đen ru nắng và cái dạng hoa của nó là hoa chùm, nên là mình nhìn cái kết cấu hoa của nó rất là khích. Dòng ruby này khi nở ra thì hoa thơm nhẹ nha cả nhà. Và hiện giờ Lê Ngọc đang có chậu thuần phi 30 và xe trung. Chậu như Lê Ngọc đang quay cho cả nhà xem thì bây giờ đang có hoa nở, và hoa này là hoa mới nở nên là cánh còn rất là cứng, mình có thể chơi được lâu. Khi vận chuyển đi xa thì em sẽ cố gắng đảm bảo hoa cho mình. Sau khi mình nhận hoa xong thì mình vẫn có thể chơi được ha. Và chậu ruby như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 380.000 một chậu. Còn cây này là cây bò blue, và dòng bò blue này là bò blue thơm. Dòng này thì thân lá sinh trưởng rất là khỏe. Thân mập hơn so với cây bò bình thường và lá tròn. Dòng bò lu sau khi nở từ 7 tới 10 ngày thì sẽ có hương thơm nhẹ, rất là dễ chịu. Và chậu như Lê Ngọc đã quay cho cả nhà xem thì có giá là 550.000 một chậu. Thân lá cực kỳ đẹp luôn. Còn cây này là cây bò tím lai. Cái dòng bò lai này thì thân nó sẽ cao hơn cây bò tím bình thường của mình, và về thân lá sinh trưởng phát triển về chiều cao cũng nhanh hơn. Hiện thì bò lai Lê Ngọc đang có chậu phi 30 và phi 20 cây thuần luôn. Dòng này thì thuần lên thì cây cực kỳ đẹp cả nhà. Thân lá mướt rất là đẹp. Và chậu thuần phi 30 có giá là 550.000 một chậu. Còn chậu này là chậu phi 20 và cũng đã thuần bằng vỏ thông sạch. Tất cả những dòng cây mà đã thuần bằng vỏ thông thì cả nhà mình sưu tầm về thì mình không cần phải thay giá thể ha. Vì giá thể này Lê Ngọc đã xử lý rồi, mình sẽ trồng được rất là lâu và cái giá thể của mình nó sẽ không có sinh nấm. Bò lai chậu thuần phi 20 hiện giờ thì cây đang sinh trưởng khỏe, chưa có đứng ngọn, nên là cả nhà mình có thể sưu tầm về giữ giống trước. Từ 1 tháng cho đến 2 tháng thì cây này nó sẽ lên vòi hoa, và dòng bò lai này khi ra hoa thì lên hoa rất là mạnh cả nhà. Dòng bò lai chậu phi 20 thì có giá là 250.000 một chậu. Còn cây này á, Lê Ngọc có một chậu hoa màu tím hồng, cũng không biết là cây này tên gì luôn. Chỉ có một chậu thuần duy nhất thôi. Chậu thuần này là chậu thuần phi 20 và bây giờ đang có hai vòi nụ hoa. Và giá của dòng này là 200.000 một chậu. Còn cây này là cây Robert. Robert thì hoa nó thơm, cái mùi rất là ngọt cả nhà. Dòng Robert này khi mà nở ra một cành hoa thôi là cả nhà cũng sẽ cảm nhận được cái hương thơm của nó. Mùi hương rất là ngọt ngào và dễ chịu, khác hoàn toàn so với cây liễu ha. Và hiện giờ Lê Ngọc đang có Robert chậu thuần phi 30, cây cực kỳ đẹp luôn. Và giá của chậu này là 550.000. Còn cây này là cây bò lai xin. Cái dòng bò lai xin thì nó sẽ ra rất là nhiều mặt hoa và màu hoa khác nhau, chứ không có cây nào giống cây nào hết. Nó chỉ giống ở một chỗ là về sinh trưởng thân lá rất là khỏe, cây mập mạp và nhanh lớn. Còn về màu hoa thì hoàn toàn khác nhau. Một chậu bò lai xin như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 650.000 một chậu. Còn cây này là cây thỏ xưa. Dòng thỏ xưa thì hoa khi nở ra cũng rất thơm nha cả nhà. Dòng thỏ xưa hiện thì Lê Ngọc đang có chậu thuần phi 30 và là thuần từ cây tơ lên. Size này là size trung, cây nó không lớn lắm nhưng mà hiện giờ đã đang có hoa rồi. Dòng thỏ xưa thì tương đối là xuyên hoa, gần như thân nào nó ra nó cũng có hoa hết. Và cây này cả nhà mình nuôi, cây nó có thể cao trên 1 mét, sinh trưởng cây rất là khỏe. Và một chậu thuần phi 30 xe trung như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 380.000 một chậu. Còn cây này là cây Bensuda. Dòng Bensuda xưa hiện giờ thì em đang có một số chậu phi 30 và đang có vòi nụ hoa luôn. Dòng này là dòng Ben xưa nên là cả nhà sẽ thấy là cái màu hoa nó sẽ đậm hơn, và khi nở ra thì sẽ có hương thơm. Một chậu như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 550.000 một chậu. Còn cây này là cây banana. Dòng banana thì cả nhà cũng đã biết là nó rất thơm. Hương thơm của nó có thể so sánh ngang ngửa với cây Bensuda, hoặc nhiều khi nó có thể thơm hơn nữa cả nhà. Nhưng mà mỗi cây thì nó sẽ có mỗi cái hương thơm khác nhau. Và hiện giờ Lê Ngọc đang có một chậu như em đang quay cho cả nhà xem, và giá của chậu này là 380.000. Đang có hoa và nụ luôn. Còn cây này là cây hoàng long. Dòng hoàng long thì như cả nhà cũng đã biết là cái thân lá của nó rất là đẹp. Thân to, lá dày và ra hoa rất là nhiều. Hiện tại thì tại vườn Lê Ngọc đang có chậu thuần phi 30 và đang lên vòi hoa luôn. Dòng này thì thuần tại vườn, thân lá rất là đẹp. Em sẽ quay cái chậu thực tế cho cả nhà xem.
Đây là chậu thực tế đang có tại vườn, cây thuần ghép nên là nó sẽ đi đều ba hướng, có ba hướng tơ cho cả nhà luôn. Và bây giờ đang có vòi hoa lên nên là cả nhà mình sưu tầm dòng này thì về khoảng tầm một tháng nữa mình sẽ được ngắm hoa. Dòng Hoàng Long chậu thuần phi 30 như em đang quay thì có giá là 650.000 một chậu. Còn cây này là cây pin hồng. Dòng pin hồng này thì rất là ít có. Cái dòng pin này thì em cũng chỉ có một vài chậu, là hàng thuần thôi. Cái màu hồng của nó nhạt nhạt rất là đẹp, nhìn nó dễ thương lắm cả nhà. Và những cái dòng pin thì nó có một cái đặc điểm giống như nhau, đó là rất là xuyên hoa, ra hoa rất mạnh. Hiện giờ thì chậu phi 30 thuần như em đang quay á, đang có vòi hoa nở và đang có một vòi lên luôn. Giá của chậu này là 450.000. Còn cây này là cây thỏ vàng lưỡi đỏ. Dòng thỏ vàng lưỡi đỏ thì hiện giờ Lê Ngọc đang có chậu phi 25, có 4 vòi hoa. Và cái này nó chỉ mới vừa bắt đầu nở thôi nên là mình sưu tầm cái chậu này về thì sẽ chơi hoa được rất lâu. Cái dòng thỏ vàng thì cánh dày nên là sẽ lâu tàn. Một chậu như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 280.000. Còn cây này là cây hoa hồng lưu nè cả nhà. Cái dòng hoa hồng lưu khi mà nở lâu ngày và lên chuẩn màu thì cả nhà thấy là nó rất là đẹp. Kể cả cây hoa hồng đỏ và cây hoa hồng lưu luôn. Mình nhìn nhìn thoáng qua thì mình thấy nó rất là giống hoa hồng vì nó có nhiều tầng cánh. Và cây này khi nở ra nó sẽ có cái hương thơm nhẹ nhẹ rất là dễ chịu. Nên là cái dòng này nó là một cái dòng đặc biệt trong cây dendro của mình luôn. Thường ngày xưa nó chỉ có những cây đột biến nó mới ra hoa như vậy thôi, nhưng mà bây giờ nó đã có giống cho mình sưu tầm luôn. Và chậu hoa hồng lưu như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 380.000 một chậu, đang có rất là nhiều vòi hoa. Còn chậu này là chậu Sesan Ba Xưa nè cả nhà. Lê Ngọc đang có một chậu phi 25, thân lá rất là đẹp và đang có hoa sẵn luôn. Dòng anh Ba Xưa này thì cây hiện tại cao khoảng tầm 70, thân tơ chưa có hoa và thân già thì đang có mấy vòi hoa có sẵn. Giá của chậu này là 380.000. Còn cây này là cây liễu xưa. Hiện tại thì Lê Ngọc đang có vài chậu liễu xưa phi 35, có rất là nhiều vòi hoa. Những cây liễu xưa này được thuần từ chậu lớn nên là cả nhà thấy là về sinh trưởng cây nó cũng sẽ khác so với những cây nhỏ mình thuần lên. Những cái chậu phi 35 thì được thuần bằng chậu phi 18 trở lên nên là thân nó sẽ to hơn nhiều. Và hiện tại thì đang ra rất là nhiều vòi hoa. Những cái dòng liễu xưa á, thì nó ra hoa rất là mạnh, kể cả trên thân tơ và lẫn thân già luôn. Một chậu phi 35 như Lê Ngọc đang quay thì thường là sẽ thuần từ 3 đến 4 cây lớn trở lên, nên là cả nhà thấy là nó sẽ có nhiều thân và ra hoa rất là đều. Và những dòng chậu này á, thì đã thuần lâu nên là rễ bám rất là mạnh vào giá thể và đang cho hoa, nên là cả nhà mình sưu tầm những cái cây này á thì về mình sẽ kích rễ theo hướng dẫn của Lê Ngọc để mình có thể duy trì được bộ rễ và chơi hoa lâu dài. Còn về phần vòi nụ hoa thì trong cái quá trình vận chuyển Lê Ngọc sẽ đảm bảo cho cả nhà để mình là nhận được cái chậu hoa đẹp nhất ha. Và một chậu liễu phi 35 như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 650.000 một chậu. Cả nhà mình yêu thích dòng cây nào thì có thể liên hệ đặt hàng với Lê Ngọc qua số điện thoại mình để góc dưới màn hình. Trong một cái video như vậy thì có rất là nhiều cây, cả nhà mình có thể tham khảo xem là loại cây nào mình thích. Và đây là một cái chậu kiếm thuần phi 28. Những cái dòng kiếm này thì hiện giờ thì cây nó rất là đẹp cả nhà và bước vào cái độ tuổi có hoa rồi. Và một chậu kiếm thuần như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 250.000. Và những cây này là những cây sổ hoa và có hoa quanh năm luôn, chứ không có hoa mùa giống như cây rừng, nên là cả nhà mình có thể sưu tầm về để giữ giống và mình chơi hoa luôn. Và mùa nắng thì rất là thích hợp cho cả nhà mình kích rễ và dưỡng bộ rễ của cây. Vì mùa này thì nắng và nóng thì cây nó rất là dễ mất nước và bị teo rễ. Đây là một cái hiện tượng thường thấy. Nếu như mà mình không duy trì được cái bộ rễ thì vào mùa mưa cây nó rất là dễ bị suy. Tại vườn thì Lê Ngọc đang sử dụng bộ combo 5 để dưỡng cái bộ rễ cũng như là hướng dẫn cho cả nhà mình trong các video trước. Nên là cả nhà mình có nhu cầu sử dụng cái bộ combo 5 kích rễ thì mình có thể liên hệ với Lê Ngọc qua số điện thoại cũng dưới màn hình luôn. Một bộ 5 chai như Lê Ngọc đang quay, nếu mà gửi tới nhà thì bao gồm cứ vận chuyển luôn sẽ là 220.000 một bộ. Cái bộ này khi mà cả nhà mình phun vào cây á, thì đối với vườn ít nắng mình vẫn có thể phun được. Vì bộ này Lê Ngọc phối lại là toàn bộ là phân bón sinh học. Nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhiều và mình rất là dễ tưới vào cây. Liều lượng nó cũng thấp nữa, nên là cả nhà mình có thể duy trì hàng tuần
mỗi tuần 2 lần để mình duy trì được cái bộ rễ đẹp như Lê Ngọc đang quay. Em cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi và xem video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những phần video sau.